Thác nước trở thành món đồ trang trí có tác dụng phong thủy tốt, đồng thời đem đến tính mỹ quan cho không gian bài trí mà nó hiện diện. Thác nước phong thủy là vật phẩm trang trí được thiết kế dạng thác nước, kết hợp tiểu cảnh, hòn non bộ hay kết hợp bể cá, tái hiện phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và sống động. Được thiết kế theo quy luật ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tạo nên vòng luân hồi hài hòa, trọn vẹn cho cuộc sống của gia chủ. Cấu tạo của thác nước phong thủy đó là nước chảy liên tục, vì thế nó còn được gọi là thủy luân lưu chuyển và tạo thành một vòng khép kín. Nước cũng được xem là bản chất của sự sống, là biểu tượng của sự thịnh vượng và giàu có. Chính vì thế, bên cạnh tính thẩm mỹ thì thác nước sân vườn còn mang giá trị phong thủy tốt.